Mời các bạn tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo của bộ truyện Thiên tài thần côn, tác giả Phượng Kim, biên dịch bởi Chế Dẹt. Chuyện được phát online miễn phí trên kênh youtube Nghe kể chuyện mà đêm khuya và website sởvaitè.com. Từ thiên giận cười áo choàng điềm nhiên như không Sau đó bước tới trên giường ngồi xuống Hạ thực sửng sốt nghe người một hồi mới phản ứng lại Của liếc mắt phía ánh đèn ở gian chính Rồi trừng mắt lườm từ thiên giận nhỏ giọng nói Không thể ngủ ở đây, quay về chỗ sư phụ đi Động tác của từ thiên giận chợt dừng lại Trong ánh đèn mờ ảo, Hạ thừa cảm giác ánh mắt anh thoáng hiện vẻ thắc mắc Tự hồ không rõ vì sao không thể ngủ ở đây hạ thực bất đắc dĩ làm bộ trợn mắt đây là nhà em không phải khách sạn nếu bị ba mẹ trông thấy thì thành ra thế nào chứ cha cô hạ trí nguyên mà biết tiểu tử này tối nào cũng ngủ lại phòng con gái có không cho anh một trận ư ừ. mau về đi hạ thực vừa nói vừa đẩy anh ra ngón tay chàng trai dừng lại trong bóng tối yên lặng nhìn cô không hề nhúc nhích hai người đối diện hồi lâu chàng trai trầm giọng nói Lát nữa anh sẽ đi Tuy nhiên Hạ Thược không đồng ý Nhà được xây theo kiểu truyền thống Cha mẹ ở gian chính Cô ở gian phía đông Tuy không cùng một phòng Nhưng cha mẹ cô hàng ngày dậy rất sớm Và nhất đụng phải thì ra sao chứ Hạ Thược biết với bản lĩnh của từ thiên giận Cha mẹ không thể phát hiện ra anh Nhưng theo tâm lý mà nói Thân là con gái Cô thực không muốn làm như vậy Về ngủ không được từ thiên giận thấy cô không đồng ý Liền nói thêm Vừa nói vừa nhìn cô với ánh mắt để lưu luyến Hạ thừa không đành lòng Tỏ ý nhượng bộ để anh lên giường ngủ Vốn muốn sửa lại thói quen nằm đất của anh Để anh từ nay về sau Có thể thanh thản ngủ trong nệm ấm chăn êm Nhưng Sao lúc nào anh cũng muốn có mình ngủ bên cạnh chứ Vừa thấy cô có dáng vẻ này Anh cúi đầu Ngón tay động tác mau lẹ Cởi nốt chiếc cúc áo cuối cùng Quàng áo khoác qua một bên Chiếc áo len mỏng màu đen bên trong cũng định cởi ra luôn Ánh sáng trong phòng tuy hơi tối Nhưng cho không gian mờ ảo có thể cảm nhận hơi thở nóng bừng Cùng sức mạnh nội lực của chàng trai Vừa nguy hiểm lại vừa khiến người mê muội Hạ thực suýt nữa từ trên giường nhảy dựng lên Cảnh giác nhìn anh thấp giọng hỏi rằng Anh đã làm cái gì thế? Chàng trai thản nhiên trả lời Cởi quần áo Hạ thực trừng mắt Em hỏi anh muốn cởi quần áo làm gì À thì Chàng trai lúc này phản ứng lại Nhìn quanh phòng cô Không có áo ngủ Vô nghĩa đây là phòng cô Sao có thể có áo ngủ đàn ông Hơn nữa nơi này cũng không phải khách sạn Hạ thược cả kinh Mặt nóng dần dần Rồi nhanh chóng cản anh lại Không được cởi Chàng trai quả nhiên dừng lại Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô Thành âm trầm xuống Không thoải mái hạ thược thoáng ngạc nhiên cho đến khi cô hiểu ra thì không khỏi rơi lệ xúc động lời này hình như cô đã nói qua lần trước ở khách sạn cô từng lệnh cho anh phải cởi bỏ quân phục thay đồ ngủ rồi mới được lên giường nói với anh mặc như vậy sẽ ngủ không thoải mái hạ thược cắn môi vẻ mặt bất đắc dĩ đột nhiên cảm giác như tự đào hố chôn mình chớp mắt từ thiên giận leo lên giường mặc đồ trên người nhẹ nhàng nằm xuống Cánh tay anh duỗi ra muốn ôm cô Hạ thược liếc mắt Nhìn ánh đèn hát ra từ cửa sổ Tâm trạng rối bời Nhưng thấy từ thiên giận ôm cô nằm trên chăn Lại không khỏi nhíu mày Tuy trong phòng ấm áp Nhưng anh như vậy sẽ rất lạnh Liếc qua phòng cha mẹ Lại liếc sang nhìn chàng trai bên cạnh Hạ thược đấu tranh tư tưởng mồ hồi Cô cụ lên tiếng nam chăn ngủ đừng để cảm lạnh Trước giờ từ thiên giận đều làm theo lời hạ thược nói Dù anh không quen cảm giác bị thứ gì nặng đè lên người khi ngủ Nhưng chỉ cần cô yêu cầu anh sẽ đáp ứng Nhanh chóng chui vào chăn Cảm giác ấm áp bao trùm lên cơ thể Anh liền duỗi tay muốn ôm cô Hạ thược nằm im Tùy ý anh ôm mình vào lòng từ phía sau Miệng không quên cảnh cáo Ngủ đi nhá, ngay thế không? Đáp lại cô chỉ là cái ôm thật chặt Dường như đây là lần đầu tiên hai người gần gũi đến vậy. Cô có thể cảm nhận hơi ấm của anh. Cánh tay vừa rắn chắc lại mềm mại, hơi thở nhẹ nhàng. Đứng nán chút đi, ngủ thôi. Nhưng lời khiển trách của cô lại không thể khiến chàng trai ngoan ngoãn nghe theo. Anh chợt nghiêng mình, thân thủ nhanh nhẹn, thoăn thoát trong bóng tối. Mang theo sức mạnh khiến người kinh hãi. Chỉ trong tích tắc xoay người đã đặt lên môi cô một đụ hôn cô hô hấp yếu ớt hơi thở gấp gáp đôi mắt trợn to giống như bị chìm trong làn nước xanh mát nhìn lời nói rất kiên quyết anh anh còn loạn nữa thì về chỗ sư phụ mà ngủ khuôn mặt hạ thược nóng bừng ánh mắt nhìn từ thiên giận chằm chằm chàng trai này lá gan quá lớn giáo làm thế này ngay trong nhà cô nếu như để cha mẹ cô biết thì sau hồi lâu hai bên bình tĩnh trở lại từ thiên giận đưa một tay ra để hạ thừa gối đầu tay còn lại gác gao ôm lấy cô nhắm mắt lại cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng của cô chậm rãi chìm vào giấc ngủ anh ngủ thật mau hạ thược trong lòng rối bời nhắm mắt lại cũng hận không thể đấm anh hai quyền Nhìn nghe hơi thở đều đều của anh tâm trạng không khỏi dịu xuống cuối cùng trường mắt nhìn từ thiên giận một cái lúc này mới nhắm mắt một đêm không mộng mị Sáng sớm Hạ Thược tỉnh lại Nửa giường bên cạnh đã lạnh từ lúc nào Sau khi rời giường Đã tọa điều chỉnh nguyên khí Hạ Thược mới ra khỏi phòng Ngang qua phòng ngủ chính Phát hiện cha mẹ đã dậy Lý Quyên tối hôm đã hầm cháo Cá quả cho bữa sáng Bà chuẩn bị màn thầu cùng sữa đậu nành Lại làm thêm mấy phần ăn sáng Đóng gói thành hai phần Lại bảo Hạ Thược mang qua cho đường tôn bá Sáng sớm trời lạnh lắm Đừng đưa sư phụ con qua đây Thân thể ông ấy không chịu được thời tiết lạnh vậy đâu Mau mang bữa sáng cho sư phụ Rồi về ăn cơm Cơm nước xong chúng ta lái xe đưa con về nhà ông bà Con đã về thì cũng nên đi thăm hỏi bọn họ Hạn thực đương nhiên không ý kiến Cô vốn đã tính vậy Mang đồ qua nhà cho lão nhân Sau đó quay về giải quyết mấy việc nhà mình Lúc cầm bữa sáng tới nhà sư phụ Từ thiên giận mới đả tọa xong từ dưới tán cây bước ra, thấy cô bước vào sân thì liền ngước mắt nhìn. Nhưng Hạ Thược có nhớ rõ người nào tối qua không an phận, trừng mắt lườm anh một cái, sau đó thì làm ngơ, đi thẳng vào nhà. Từ Thiên giận im lặng theo vào, dù cô bày bữa sáng lên bàn. Hạ Thược tới chỗ sư phụ trà buổi sáng, đẩy lão nhân từ trong phòng. Lúc nhìn thấy chàng trai, lại trừng mắt lườm anh thêm cái nữa. Thật sang hai người đều không thoát khỏi ánh mắt của đường tôn bá. Ông vua tròm dâu bật cười ha hả, cười híp đến cả mắt. Xem ra hai đứa nhỏ này thực sự đến với nhau. Với tính tình của bọn họ, ông cảm thấy cũng thích hợp. Chỉ có điều tình kiếp của thiên giận. Sư phụ à, dùng bữa sáng. Hạ thược từ bên bàn đi tới, cười nói. Đường tôn bá lúc này ngẩn đầu, cười ha hả. Thôi vậy, tới đâu hai tới đó, nếu lúc đó nếu việc không thành dù ông có phải liều cái mạng già này cũng không để tụi trẻ có chuyện thằng nhỏ này số mệnh đủ khổ mệnh cách tiểu thược vô cùng kỳ lạ nếu con bé ở bên nó không chừng sẽ trở thành quý tinh hạ thược nói sư phụ à hôm nay con phải về thăm ông bà để sư huynh ở lại với thầy chờ con quay lại sẽ cho lão nhân ra người xem một vật đường tôn bá cười nói à, thứ gì Sao phải thần thần bí bí vậy Hạ thược nói Đương nhiên là thanh đoạn đao trên người Thanh đao này rốt cuộc có phải long lân hay không Vì sao nó có sát khí nồng đậm đến vậy Rồi chuyện cô thu phục Được pháp khí hung hiểm này Hệ thải đều phải để sư phụ xem xét Không nói cho người biết Đến lúc đó người phải xem giúp con Hạ thược nheo mắt cười Sau đó xin phép về nhà Trước khi đi không quên trừng mắt lườm từ thiên giận một cái quay lại nhà cùng cha mẹ dùng bữa sáng cho lúc ăn lý quyên bỗng hỏi tối hôm qua con có ngủ ngon không hạ thược vùi đầu ăn bánh bao nội tâm rối bời cô ngước mặt cười trừ à, dạ ngủ ở nhà là thoải mái nhất ạ ăn sáng xong hạ chí nguyên lái xe hạ thược cùng mẹ ngồi phía sau một nhà ba người quay về thập lý thôn trước khi hạ thược đi thanh thị học vì bà nội Giang Thủ Huệ không ở quen nhà ở khu đào viên, cô không đành lòng bỏ mặc ông nội. Cô liền nhờ người chọn giúp miếng đất dưới quê. Không cần quá lớn, có đủ sân vườn, xung quanh thoáng đãng xây sửa lại một chút là được. Coi thời gian, chắc cũng đã xong. Lần này cô về ngoại trừ thăm bà nội, thuận đường cũng muốn qua nhà xem nhà mới. Sau đó điều chỉnh ngũ hành trận, dù lão nhân thân thể khỏe mạnh. Thời điểm xe về đến đầu thôn đã thấy mấy lão nhân gia ngồi nói chuyện phiếm, thấy xe đi qua đều khẽ giật mình kinh ngạc. Tiếp theo liền nhìn người trên xe mà cười cười. Xe của nhà lão hạ, vợ chồng hạ trí nguyên, lý quyên thường về thăm quê bố mẹ. Người trong thôn sớm quen với chiếc xe này, nghe nói là cái xe ben ben gì đó rất mắc tiền. Nói đến nhà lão hạ, thực sự là phát đạt, nhà ông ta không biết nuôi dạy cháu gái thế nào, khi còn nhỏ cũng thực bình thường ở tên mặt đùng một cái làm nên đại sự. Nghe nói thành lập công ty gì đó, thời gian trước còn được đài truyền hình tỉnh tô làm doanh nhân thành đạt. Nghị kinh doanh thu mua thâu tóm, người trong thôn nghe cũng không hiểu. Chỉ biết cháu gái nhà lão hạ rất có tiền đồ. Hà lão nhân cũng được hưởng phúc lây. Mới đây có mua thêm mảnh đất trong thôn, xây một tòa nhà khang trang khí phái. Mỗi lần Hạ Trí Nguyên của Lý Quyên trở về đã có người trong thôn kéo tới nhà hạ quốc hỷ xem náo nhiệt. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Chỉ là lần này bước xuống xe còn có một thiếu nữ, mọi người sửng sốt một phen Ôi cha, đây không phải tiểu thư tử, mới về à? Mẹ tiểu thư à, cô sinh đứa con gái quý hóa đấy. Chớ mắt một cái, đã qua mấy tháng trở thành đại cô nương. Có không phải ư, ừ, như bộ dạng này này, đúng là xinh đẹp thật. Lý Quyên nghe người trong thôn khen ngợi, tự cười đáp lại. Khâu khỏi có chút xấu hổ. Tuy bây giờ nhà có điều kiện hơn trước kia, nhưng bà cũng không tỏ ra kiêu ngạo, để mắt lên đỉnh đầu. Vội vàng bảo con gái cho hỏi mọi người một lượt, làm cho cả đám ai nấy đều khen ngợi hết lời. Lão hả à đâu mau ra đây, cho gái ông về dưới đây này. Ngoại trừ mấy người sôi nổi khen ngợi, đã có người hướng vào trong nhà gọi. Vừa kêu xong, cửa mở ra, một lão bà khuôn mặt hiền lành đi tới chính là bà nội giang thủ huệ của hạ thược bà nội hạ thược thấy bà chạy vọt từ cổng tới trước cửa viện miệng cười díu rít vợ chồng hạ tri nguyên lý quyên lấy đồ hạ thược mua tặng bà từ trên xe xuống chân thành chất từng đống khiến cho người trong thôn trầm trồ hâm mộ không dứt giang thủ huệ vừa thấy cháu gái về chơi đương nhìn vô cùng vui mừng kéo cô tới trước mặt nhìn từ trên xuống dưới một lượt câu đầu tiên chính là nói Ây à, để bà coi nào Sao cho gầy thế <laughs> Dạ, chờ bà nội hầm canh gà cho con bổ đấy ạ Hạ thược kéo tay bà cười nói Vừa dứt lời quá nhân bà lão cười vàng Bộ vàng hướng vào trong nhà kêu Ông nội ơi, làm gì bên trong đấy Cho gái về thăm này Một lúc sau Hạ Quốc Hỷ bước ra Trên mặt trước sau giữ vẻ mặt nghiêm túc Nhưng ánh mắt không che giấu được sự xấu hổ Nhìn Hạ Thược Lại nhìn qua con trai với con dâu trưởng biểu môi Lúc này mới nói Về rồi hả? Vào đi Từ lần xung đột tại khách sạn trước lúc khai giảng Cho đến khi nhà cô lớn Hạ Trí Mai Cùng nhà chú út Hạ Trí Đào xảy ra chuyện Hạ Thược chưa từng gặp lại người nhà bọn họ Chuyện gia đình chia rẽ đương nhiên là đả kích đối với hai ông bà già Nhưng Hạ Thược không vì vậy thay đổi chú ý Lúc trước, cô đã cho nhà cô chú mình cơ hội Từng nghĩ để cha giải quyết việc này nhưng bọn họ thực sự ép người quá đáng. Gia đình chia rẽ là chuyện tất nhiên. Vào nhà, Hạ thư cùng bà nội nói chuyện cuộc sống học tập ở Thanh Thị. Có có ba người bạn của mình ở ký túc xá. Bà cô nghe được thì cười tủm tỉm, liên tục dặn dò cô phải chăm sóc bản thân thật tốt, sống hòa thuận với bạn bè. Hạ Chí Nguyên với Lý Quyên cũng ngồi một bên góp lời. Chỉ có Hạ Quốc Hỷ lại lo một mình. Giang Thục Huệ thấy vậy lên bảo chồng. Ông ra ngoài thì con gà đi Bữa trưa phải nấu canh gà cho tiểu thược uống Tẩm bổ lại thân thể chứ Nhìn nó gầy thế này Cảm nhô ra rồi cái kìa Mau đi đi Hạ cô hỉ khóe miệng giật giật Từ khi nhà con trai lớn phát đạt Lá bà này dũng khí cũng lớn Trước kia đâu có dám ăn nói với ông như vậy Từ xưa tới nay đều là bà hầu hạ ông Hiện giờ vị trí đảo lột Lại dám sai khiến ông làm việc Hạ Quốc hỉ không hé răng câu nào Ra ngoài sân giết gà người trong thôn vẫn còn lố nhố bên ngoài chưa đi tụ tập bàn tán chuyện cháu gái nhà ông điều này khiến cho ông lão đang bắt gà trong lồng ra mặt nóng bừng để cháu gái từ nhỏ vẫn bị ông coi chẳng ra gì hiện giờ ông lại phải nhờ phúc của nó Nhìn đến đây hạ quốc Hỷ quẳng các thứ lại ra ngoài cửa ngồi người trong thôn nói ông ta rất nhiều chuyện về cháu gái những lời này như vỗ vào mặt ông ta từng cái một sao lại không thấy khó chịu chứ Trong lúc chờ Hạ Quốc Hỷ giết gà, Hạ Thược muốn đưa bà với cha mẹ xem nhà mới. Giang Thủ Huệ mỉm cười đồng ý, lời bảo cô dẫn đường. Không ngờ vừa ra tới cửa, nghe ngoài sân có tiếng gọi. Tiểu Thược Tử à, con thực sự trở lại rồi ư? Hạ Thược vừa ngước mắt, thấy đó là mạnh thẩm mẹ của Lưu Thúy Thúy đang đứng ngoài cửa viện. Trông thấy cô vừa mừng lại vừa cảm khái. Hạ Thược cũng lộ vẻ vui mừng. Khi còn nhỏ, mạnh thẩm rất quý cô, Lưu Thúy Thúy còn từng tìm nước đá cứu cô một mạng. Đối với hai mẹ con bọn họ, cho lòng hạ thực thực cảm kích. Cô vội vàng đi qua đó, kéo mạnh thầm vào sân nhiệt tình đón tiếp. Mạnh thầm nhìn cô trên dưới đánh giá, cảm khái nói. À, nhìn cái nào, mới ngày nào còn nhỏ xíu, giờ thành tiểu cô nương, duyên dáng yêu kiều. Giờ nhìn lại quả thực không nhầm đấy. Nhìn khuôn mặt này này, da rẻ mịn màn tránh trẻo, không như Thúy Thúy. Đen thùi lùi. À, hai đứa nhỏ thật là Im hơi lặng tiếng mà làm nên sự nghiệp Khiến người khác xem con từ nhỏ tới lớn như chúng ta Đều một phen hoảng sợ Trong khoảng thời gian này Người trong thôn ngày nào cũng nói về con đấy Hôm nay cuối cùng con về Ở lại hai ngày đi Thúy thúy tỷ của con chưa được nghỉ Nó học cao trung năm thứ ba Học hành quan trọng Đang ở trường học đến bù cả đầu bù cả cổ Tháng trước nó về còn nói chờ con trở lại cùng nhau ăn Tết Hà thược nghe xong chỉ cười Cô làm gì có thời gian ở lại trong thôn chứ Nhưng thực sự cô rất muốn ăn Tết cùng mấy người Lưu Thúy Thúy ừ. Chờ sang năm đi ạ à? Mạnh thầm khi nào Thúy Thúy tỉ về Như định kêu tỉ ấy ở nhà chờ con Có có muốn gặp tỉ ấy Có vật muốn tặng ạ à? Lưu Thúy Thúy cùng Đỗ Bình Đều học cao trung năm thứ ba Còn nửa năm nữa là khảo thí Lần này hạ thược từ Thanh Thị trở về Cố ý đi phố miếu Mua tháp văn xương cùng bút văn xương định giúp hai người bố trí văn xương cục hỗ trợ bọn họ mạnh thẩm vội vàng nói thế nào mà lại không cần tặng đồ không phải ư ừ. đừng quên thúy thúy nhà ta trước kia cứu thượng tử một mạng lúc này đây tiếng một người đàn ông truyền đến hạ thượng ngước mắt nhìn thấy một nam nhân tay cầm bình rượu bước chân trao đảo đi vào sân ánh mắt có chút mơ hồ khai khà khật khưỡng nói chuyện u ớ không rõ ràng Tục ngữ nói đúng Mang ơn giọt nước Báo bao đáp cả dòng suối Đừng nói là cứu Cứu ân nhân cứu mạng Nhà đầu này phải rồi Phải nhớ cho Thúy Thúy nhà ta vật gì đấy Hừ, Nhớ đấy đừng có quên Người nói lời này Chính là cha của Lưu Thúy Thúy Trong thôn nổi danh là sâu rượu Cả mạnh thầm lẫn Lưu Thúy Thúy Không ai là không bị ông ta đánh đập hành hạ Đối với cha của Lưu Thúy Thúy Hạ thường không ấn tượng tốt kiếp trước cô thường xuyên nghe lưu thúy thúy kể khổ vì vậy đối với người đàn ông này cô chỉ cảm thấy phản cảm cô không phải là người yêu ai yêu cả đường đi lối về ai đối tốt với cô cô sẽ đối tốt với họ ngay cả thân thích bằng hữu cô không có ngoại lệ mà mạnh thẩm vừa thấy chồng tới sắc mặt không được tốt lắm ông không ở nhà uống rượu ra đây làm cái gì sao tôi không thể tới à hả khi nào đến phiên bà bà dạy lão tử phải làm gì hả lưu nhị thúc vung bình rượu lên trong tay muốn đập xuống người trong thôn đứng bên ngoài thấy vậy chạy tới ngăn ông ta mà hạ trí nguyên cũng vội cản lại hạ thược thì khẽ cau mày bình rượu của lưu nhị thúc đến nửa chừng thì buông xuống cười ha ha nhoài người phía hạ thược hỏi rằng Tiểu thương tử à, à ha, ha ha người cho thúy thúy tỉ mang mang cái gì nào Thấy bộ dáng chồng mình như vậy, mạnh thẩm tức đến đỏ cả mắt, sắc mặt vừa xấu hổ vừa giận dữ. Ngồi ngùng nhìn phía vợ chồng Hà Trí Nguyên của Lý Quyên, định nói lời xin lỗi, lại được hai người an ủi. Hạ thực rũ mắt, đó là cho thi thúy tỷ dứt lời liền không nói gì thêm, kéo bà nội cùng mạnh thẩm, gọi cha mẹ cùng ra sân đi tham quan nhà mới. Hạ quốc hỉ không mặt mũi nào qua đó, liền quay về phòng, Hạ thực đỡ bà nội cùng với cha mẹ đi ra bên ngoài Nhà mới cách ấy không xa Xây trên khu đất mới mua trong thôn Bề cạnh cũng đều là mấy hộ gia đình cùng thôn Có điều nhà mới của Hạ thượng Xây vô cùng khang trang Tuy nó chỉ là một gian nhà chính Hai gian xương phòng Nhưng sân viện rộng lớn Kiến trúc cổ kính Trông thực đẹp mắt Hầu ý người trong thôn kéo qua đây xem Khai gia đình nhà họ Hạ có phúc khí tốt Giang Thục Huệ mỉm cười hiền lành vỗ vỗ tay cháu gái. À, đồ đạc trong nhà đủ hết rồi, chỉ chờ qua năm mới là dọn vào. Nhà đẹp lắm, từ nay về sau bà với ông nội con sống ở đây. Con đi học cũng đừng nhớ mong, tự chăm sóc mình cho tốt là được. Hạ thừa gật đầu cười, nhưng ánh mắt từ đầu tới cuối lại không rời khỏi một nơi. Đó là vị trí trước cửa, có trồng một cây liễu. Hạ thừa hơi nhíu mày, cây này do ai trồng vậy ạ? À? Giọng cô không lớn Nhưng người nhà đi theo bên cạnh đều nghe được Vợ chồng Hạ Trí Nguyên của Lý Quyên Biết con gái hiểu chuyện phong thủy Bọn họ vốn không quá tin Nhưng gần nửa năm qua chăm sóc đường tôn bá Nghe ông nói không ít chuyện liên quan phong thủy Cũng dần dần thay đổi suy nghĩ Vừa nghe con gái hỏi cái này Hạ Trí Nguyên liền nói Làm sao thế? Không tốt à? Sao lại không tốt hả? Lão Vương nói cái liễu vượng tử vượng tôn mà giang thục huệ nói lời bà vừa nói người trong thôn đứng sau cũng nghe được không khỏi sôi nổi thảo luận trước cửa hạ ra trồng cây liễu là do lão vương thôn trưởng góp ý mới trồng được hai ngày hạ tử thấy thôn dân bàn tán không ngớt lúc này mới nói Trên nhà trồng cây cũng phải xem là cây gì nhà chúng ta tọa bắc hướng nam nên trồng liễu phía đông trồng dương phía tây đâu thể trồng liễu ngay trước nhà chứ nếu bà muốn nhiều con nhiều cháu thì nên trồng cây lựu nơi này không thích hợp trông liễu Chuyển đi thôi ạ à? người trong thôn nghe vậy ngẩn người lại có người nhếch miệng cười châm biếm <cười> đứa nhỏ này thường không hiểu chuyện mà tục ngữ có nói trước cửa không trồng dâu đằng sau không trồng liễu cái liễu này trồng trước cửa không phạm kiêng kỵ gì hết người vừa nói chính là ông cụ trong thôn chắp tay sau lưng cười ha hả cụ ông này xem ra không có ý gì khác chỉ muốn nói kinh nghiệm được người từ thế hệ trước truyền lại ông nói để đám thanh niên trẻ tuổi nghe một chút mà lão nhân gia vừa nói vậy không ít người trong thôn phụ họa theo tỏ vẻ đồng tình với cách nói trên tuy nhiên trong lúc nhất thời lại không nói ra được đạo lý trong đó dù sao thì cũng chỉ là nghe qua có những tục ngữ rất chuẩn không nghe lời người già trước mắt chỉ thiệt thân cho nên dù không thể nói ra trong đó có đạo lý gì cách nói này vẫn được đời đời tiếp tục lưu truyền lúc này đây cậu mập chu minh hích cha mình là chu vượng chu vượng liền chắp tay sau lưng đứng dậy thần thái có chút kiêu hãnh cười nói à, à, tôi biết tại sao nói vậy nhị thúc của tôi đã từng giải thích qua nhị thúc của chu vượng chính là giáo sư chu giáo sư chu nghiên cứu phong thủy lại là quốc học đại nho danh sĩ của thập lý thôn người trong thôn luôn động viên khuyến khích con cháu học tập noi gương. Mà nhắc tới giáo sư Chu, lời ông nói đương nhiên khiến người tin phục, vì thế người trong thôn sôi nổi hỏi Chu Vượng. Trước cửa không trông dâu, sao nhà không dựa liễu? Nói ý gì vậy? Hạ thường là học trò của giáo sư Chu, khi còn nhỏ cũng hay qua lại nhà Chu Vượng. Bởi vậy Chu Vượng liền nhìn Hạ Thượng nói Tiểu thưa à Giáo sư không nhắc qua với con ư ừ, Trước nhà không trồng dâu, tang, sau nhà không trồng liễu, cách đó là cách nói do thế hệ trước lưu lại. Bởi vì tang đồng âm với tang tóc, trước cửa thế tang không được may mắn, còn sau nhà không trồng liễu cũng do phát âm tương tự liễu với lưu, lưu chuyển, dễ thất thoát tiền bạc ra ngoài, không tụ tài. Chu vượng nói vậy, già trẻ trong thôn lập tức ồ lên một tiếng, giống như bừng tỉnh sôi nổi ca ngợi. Hay à, giáo sư Chu đúng là học vấn sâu rộng. Chu vượng nghe thế, đương nhiên mặt mũi nở hoa. Trong nhà có học giả uyên bác như vậy, sao lại không thể kiêu ngạo? Đây chính là dạng dỡ tổ tông, mới đời tích lũy phúc khí. Giờ đây, nhà lão họa cũng phát đạt, nhị thúc quả thực nhìn không lầm. Lúc trước từng nói cô bé tiểu thược này không phải tầm thường, nớ lên tất làm nên chuyện. Nhưng hiện tại có chơi trưởng thành, mấy 16-17 tuổi, đã đạt được thành tựu như vậy quả thực khó lường chu vượng cười nói à, tiểu thưa à giáo sư không giải thích vì sao trước nhà không thể trồng cây liễu ta còn tưởng chắc không có việc gì hà thực nghe xong cười nói chu vượng thúc giáo sư chu nói không sai người nước ta bình thường chú ý cắt lợi trước nhà có cây dâu tang sau nhà có cây liễu khi phát âm thực không may mắn nhà ông bà nội con mới xây cây liễu không nằm ở phía sau mà là ở trước cửa nhà như thế cũng không được Bởi tòa nhà này tọa bắc hướng nam Đông là thanh long, tây là bạch hổ Vị trí cây ở bên phải cửa ra vào Sẽ trở thành bạch hổ thụ Nữ chủ nhân sống trong nhà phạm vật tiểu nhân May mà mới trồng cách đây hai ngày Nếu để lâu dài tất có họa sát thân Hạ thược nói chuyện không nhanh không chậm Từ cười điểm tĩnh Già trẻ trong thôn nghe rõ ràng Lập tức ồ lên kinh ngạc Tiểu nha đầu này giải thích vị trí cây dâu nghe rất dễ hiểu cháu gái nhà lão ạ à, sao biết những việc này chứ tiểu thương tử những điều này có nghe ai nói bà nội giang thủ huệ đứng bên cạnh hỏi khuôn mặt hiền từ của bà tràn đầy kinh ngạc dường như không tin đứa cháu gái ngoan ngoãn hiểu chuyện của nhà mình lại có thể hiểu những chuyện đến người già cũng cảm thấy mơ hồ chú vợ gái gái đầu ờ à, ờ à, chắc nghe nhị thúc của ta nói phải không vợ chồng hạ trí nguyên của lý quyên nghe xong liếc mắt nhìn nhau âm thầm cười giáo sư chu thì giáo sư chu đi dù sao con gái cũng là học trò của giáo sư chu nếu nó là đường đại sư sẽ giải thích đầu đuôi với người trong thôn quả thực phiền toái suy đoán của chu vượng liền được già trẻ trong thôn tán thành cháu gái nhà họ hạ từ nhỏ theo giáo sư chu học tập tan học tới nhà ông học quốc họa thư pháp gì đó hẳn do giáo sư chu dạy vừa nghe giáo sư chu Còn dạy cái này cho hạ thược già trẻ trong thôn lập tức sôi nổi bàn tán có người vỗ đùi sắc mặt kinh ngạc ai ô không hay trước cửa nhà tôi có cây liễu đấy phải làm sao hãy tôi về chặt nó đi xong nhỉ nghe người nọ nói vậy hạ thược lập tức mỉm cười bà lưu cây liễu nhà bà sớm được trồng ở đó con đã xem qua nó nằm phía đông căn nhà với lúc nhà các người tọa ứng bắc nam vị trí cây liễu chung với thanh long vương tử vượng tôn đó chính là cây mang lại may mắn Đừng chặt bỏ ạ Bà Lưu vừa nghe Lúc này tâm tình yên ổn ban nãy có một số chuyện chưa hiểu rõ Giờ thấy nói vậy Bà nhất thời có chút ngây ngốc Vừa gật đầu vừa nói à, Thảo nào nhà chúng tôi bao năm nay Chẳng xảy ra chuyện gì Thì ra là cái cây may mắn à Bên cạnh lại có người che miệng lắc đầu Không hiểu cụ là cây liễu Sao mà bên này trồng được Bên kia không trồng được chứ Phương diện này cũng có nhiều cách nói Tôi thực không rõ Trước cửa nhà mấy lâu vẫn trồng không ít cây Nếu trồng sai giải quyết thế nào đây Lại có người đề nghị Ôi chặt hết đi Không trồng chẳng phải là không cần để ý tốt xấu à Sao lại có thể chặt bỏ Trước cửa nhà tôi cũng trồng cây lựu Trồng hơn 10 năm Hạ thu hàng năm có ra hoa kết trái Chờ mấy đứa cháu về nhà ăn đấy Thì đấy trong nhà chúng tôi có cây táo năm nào cũng ra trái thơm ngọt chặt đi tiếc lắm trong thôn già trẻ sôi nổi nghị luận anh một câu tôi một câu hà tướng nghe xong thì mỉm cười thật không ngờ chuyện cây liễu trồng trước cửa nhà mới của ông bà nội có thể khiến người dân trong thôn lo lắng đến vậy bớt quá nông thôn không giống thành thị nhà nào cũng có tiểu viện trồng cây gì đó cũng là chuyện thường họ lo lắng âu cũng là hợp tình hợp lý Hạ thược rũ mắt Nếu cô đã khơi ra đề tài này Không bằng nhân chuyện hôm nay Nói với người trong thôn một số kiến thức cơ bản Để mọi người khỏi lo lắng Cô đang cân nhắc như vậy Chưa kịp mở miệng Thì có người đã hỏi Tiểu thực tử à Giáo sư Du dạy con cái gì nữa không Ông ấy có nói cây nào có thể trồng Cây nào không thể trồng không hả Có nói chúng ta biết đi Chúng ta muốn xem Nhà có vấn đề phải chặt bỏ ngay Khi còn chưa muộn Từ nay về sau phải chú ý một chút có được không Hạ thược sao có thể từ chối. Cha mẹ cũng nhìn cô gật đầu, hy vọng cô nói một câu giúp người trong thôn. Bà nội cũng lên tiếng. À, tiểu thược tự à, đều đều là bà con lối xóm, nhìn con từ nhỏ đến lớn. Con cũng từng ăn không ít táo lựu nhà người ta. Nếu con biết thì nói chút đi. Vâng ạ. À. Hạ thược vỗ vỗ tay bà nội, lúc này nhìn giàn trẻ trong thôn một lượt, từ tốn cười nói. À, thực ra con cũng biết chút đỉnh. Vẫn nói người có nhân tướng vật có vật tướng cây cối cũng có thụ tướng muốn trồng cây trước cửa trước tiên phải xem thụ tướng đồng thời cây trồng trước nhà phải suy xét tới chiều cao cùng hình dạng lá cây trước cửa nên chọn cây có lá dạng tròn phía sau chủ yếu chọn cây có lá dài bên trái nhà trồng cây cối cao lớn bên phải nhà trồng cây thấp bé cây có hình dạng chỉnh tề thì may mắn dị dạng uốn néo thì không may mà khác cây cối trước cửa không được để khô héo. Hạ thường vừa nói vừa lấy ví dụ cụ thể. Bất kể loại cây gì cũng phải xem nhu cầu và sở thích của mọi người. Cây hạch đào tức là cây óc chó lợi cho sức khỏe. Cây hà rẻ lợi tiên tài. Cây lựu nhiều con nhiều cháu. Anh đào thì may mắn tràn đầy. Cây táo thì sớm sinh quý tử. Cây trúc lợi cho sắc thái, phong cách. Mấy loại như đàn hương, long tu đều giúp tăng quan vận, Riêng việc cây trúc phải chú ý một chút Không thể trồng quá ít Về mặt phong thủy Cây trúc tinh tế mảnh mai Nếu trồng đơn lẻ Tất thế cô sẽ không có lợi Vì sợ trong thôn Già trẻ nghe xong choáng váng Hạ thượng nói chậm Dùng từ đơn giản dễ hiểu Nhưng khiến nhiều người trong thôn nghe xong Không khỏi đưa mắt nhìn nhau Ôi chào Mấy cái này Có có nhiều cách giải thích vậy ư ừ mẹ của ông cụ bà trong thôn gật gù nhìn nhau lộ vẻ đúng là huyền bí có người trẻ không tin hỏi rằng mấy thứ này cũng có đạo lý à chẳng qua chỉ là đồng âm suy diễn thôi mà nếu chồng sai cũng không thành vấn đề đúng không nói bậy lập tức có lão nhân cả mắng những việc này thà tin là có hơn nữa lời của giáo sư chu khẳng định đáng tin cậy bọn trẻ các ngươi thiếu hiểu biết à nói hàm hồ Hạ thừa cười cười giải thích Đương nhiên có nhiều cách nói Trong dân gian Dù không ít từ đồng âm để chỉ cát lợi Cái này liên quan đến lý luận phong thủy Sách cổ có viết Khí gặp gió thì tan Gặp nước thì dừng Cổ nhân làm sao cho khí tụ chứ không tán Nước chảy có chỗ dừng Vì thế mới gọi là phong thủy Thực ra mục đích phong thủy Chính là nghiên cứu khí Điểm này sách cổ cũng có đề cập Hoàng đế Nội Kinh nói rằng, khí là căn bản của con người, trạch là then chốt của âm dương, thuận thì hành thông, nghịch thì bế tắc. Mà Dịch Kinh cũng có viết, sao trời tác động thiên khí, núi sông tác động địa khí, thiên khí là dương, địa khí là âm, âm dương hòa hợp, tất thiên khí tràn đầy vạn vật sinh sôi. Cho dù là cây, loại cây không giống nhau, khí đương nhiên cũng khác. Nói thì nói vậy, Hạ thừa cũng biết lão nhân trong thôn nghe xong chưa chắc đã hiểu. Vì thế liền nói tiếp. Tóm lại, thực vật hoa cỏ trong viện tươi tốt, rất có ích đối với việc chữ nước, bồi ấm địa mạch, hóa giải thoát khí. Theo phong thủy, người không sống ở chỗ cây cỏ không sinh trưởng. Mọi người cứ ngẫm mà xem, một nơi đến cây cỏ không thể sống, địa khí tất nhiên có vấn đề. Người ở trên đó, thân thể sao khỏe mạnh cho được chứ? Phạm là nơi đất cằn sỏi đá, đâu quay ở cô đúng không? lời vừa nói ra, già trẻ trong thôn sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ tán thành. đích thực có chuyện như vậy, nghe cũng rất có đạo lý. Lúc chưa có nói cây hà rẻ lợi tài vận là vì hà rẻ có màu vàng, vàng trong ngũ hành đại biểu cho tài vận. nói sau nhà không thể trồng liễu, Cũng không phải vì đồng âm với lưu mà không may mắn. Cây liễu cành lá mềm dẻo Phất phơ bay theo gió Thất thoát ra ngoài chính là khí Nếu trồng sau nhà đích thực không có lợi Cho nên mới có cách nói như vậy Người trong thôn nghe xong Ai nấy gật gù tán thưởng Thì ra có nhiều cách nói vậy ư ừ. Nhà đầu tiểu thường tử này Lúc còn nhỏ đâu phải thông minh lắm nhỉ Con nhỏ là con nhỏ Nay chẳng phải trưởng thành dư Học vấn cũng ngày càng tiến bộ ấy chứ hay à, đúng là có tiền đồ mà. Không hổ do giáo sư Chu dạy dỗ từ nhỏ. Nhà lão hạ sinh được đứa cháu gái thật đáng quý đấy. Thím Giang, bà thật có phúc khí. Giang Thủ Huệ cười hiền lành. Bà không ngờ cháu gái mình hiểu biết như vậy. Khi còn nhỏ chỉ thấy nó ngoan ngoãn vâng lời. Cũng không hy vọng sau này lớn lên có tiền đồ gì. Cứ bình bình an an là được. Nào biết có một ngày được hưởng phúc lớn từ cháu gái thế này Hạ Trí Nguyên vật Lý Quyên cũng cảm khái. Đây vẫn là lần đầu tiên nghe con gái nói chuyện phong thủy nhiều như vậy. Có nói đến đạo lý rõ ràng. Cảm giác này không giống như nghe đường đại sư nói về phong thủy. Có gái nhà mình hiểu biết sâu rộng. cho lòng hai người cảm thấy vui mừng khác lạ. Hạ Tực mỉm cười. <cười> Bây giờ con có nói trồng cây ngoài nhà phải chú ý. Có bên trong sân viện cũng phải nhớ kỹ hai điều này. Một, đừng để cành lá che đậy cửa sổ cản trở không khí lưu thông hai đừng trồng cây hòe vừa rồi chẳng phải đã nói trước cửa không trồng dâu sau nhà không trồng liễu ư thực ra còn có một câu chính là bên trong không trồng quỷ phách thủ quỷ phách thủ hay còn gọi là quỷ vỗ tay chính là nói cây hòe cây hòe tính thuần âm nơi chúng ta ở thì là dương trạch đương nhiên không thể để âm khí quá thịnh thấy người trong thôn gật đầu hạ thực nói tiếp nói nhiều vậy rồi có tổng kết như sau lấy bốn phương lấy bốn hướng chính mà nói phía đông thạch lựu phía tây hoa cỏ phía nam hoa quả phía bắc cây gỗ có bóng dáng cao lớn cái này phù hợp với mọi hướng nhà nếu tòa nhà hướng bắc nam thì lại càng đại cát lấy bốn hướng trách mà nói đông nam là trúc tây nam là đào đông bắc là táo tây bắc cũng là táo thế cục này phù hợp đông bắc táo tây tây bắc táo jujubi thế này phù hợp với các hướng nhà nếu tọa tây bắc hướng đông nam thì càng đại cát có người nói à thì ra là thế à phải nhớ kỹ mới được chúng ta mau về nhà nhìn xem có cây gì không thích hợp đem chặt hết đi đúng 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 thím giang nếu trước cửa nhà mới trồng liễu không tốt thì mau chặt bỏ đi có cần giúp một tay không thím nói một tiếng chúng tôi lấy dìu qua đây chặt liền cho giang Thục huệ theo bản năng nhìn phía cháu gái hạ thượng thì cười khổ lắc đầu à, đừng chặt ạ à, cây cao quá một thước sẽ có thụ linh nó sinh trưởng đến như vậy thực không dễ dàng có thể không chặt thì không chặt công nghệ ba ngày chuyển đến chỗ khác là được nơi này không thích hợp nhưng có chỗ cho nó sống Thôi dân vừa nghe thì ngẩn người vội vàng nói không chặt nếu phát hiện có vấn đề sẽ rời đi nơi khác lão vương này cũng thật là không biết thì đừng có nói bậy Thiếu chút nữa làm cho hạ ra Chồng phải bạch hổ thụ đúng là hại người Không sao rồi không sao rồi mà Người không biết không có tội Thôn trưởng cũng là có ý tốt thôi mà Hạ Chí Nguyên nghe người trong thôn nói vậy Lê cười cười Dù sao cũng là mới chồng Chẳng phải tiểu thượng đã nói Sẽ không có tổn hại gì ư Hạ thượng nói Hôm trước mới chồng nên không cần lo lắng quá Nếu thời gian chồng lâu hẳn phải dùng chu sa vẽ chín vòng giải trừ sát khí mới có thể dịch chuyển. Nếu đã như vậy, Hạ Chí Nguyên liền quyết định ba ngày sau về thôi một chuyến, giúp ông bà chuyển cây đi chỗ khác. Tiếp theo, Giang Thủ Huệ lấy bảo Hạ Thược vào trong nhà xem, đồ đạc trong nhà đều đặt mua đầy đủ. Sau khi Hạ Thược xem có một lượt, lời cười nói hôm khác sẽ lại về đây, chọn ngày tốt để sang năm ông bà dọn nhà mới. Toàn thôn già trẻ tụ tập bên ngoài bàn tán, đến khi hạ thược đưa bà nội cùng cha mẹ về nhà cũ người trong thôn theo sau xem náo nhiệt mới giải tán vội vàng về nhà xem cây cối nhà mình những lúc hạ thược chưa đi nhà ai có vấn đề gì mời cô qua xem giúp sau khi hạ thược đưa bà nội về sân sau phát hiện cha của lưu thúy thúy lưu nhị thúc còn chưa đi đang ở sân viện say khướt huyền thuyền với hạ quốc hỷ giang Thủ huệ vừa vào cửa liền nói ông à bảo ông đi theo ông không chịu vừa rồi cháu gái nhà mình ra tay giúp bà con lối xóm một phen đấy hạ cô hỉ nghe xong thì bĩu môi dù khăn tay xịt mũi nhắm mắt làm ngơ từ ngày cháu gái vô thanh vô tức mở công ty sau đó phát triển ở thanh thị lại được lên báo đài tv ông ta cảm thấy đứa cháu này chẳng còn chiêu trò gì nữa thế nên chẳng tỏ ra kinh ngạc trong bộ dáng lưu nhị thúc có vẻ chưa từ bỏ ý định Thấy hạ thược quay về lên đi tới tựa như có muốn hỏi cái gì đấy. Mạnh thầm đi sau thấy vậy biết ông ta nhìn hạ thược phát đạt muốn mượn chuyện con gái đã cứu cô năm xưa xin chút tiền để uống rượu. Bà ta thực sự nhị không nổi con người này sống tới trước khi ông ta kịp mở miệng kéo sành sạch về nhà. Ăn bữa trưa ở quê cứ việc bà nội muốn giữ hạ thược ở thêm 2 ngày nhưng cô thực sự có nhiều chuyện công ty cần giải quyết Lê nói... Mấy ngày ở Tết, nhân viên công ty đều nghỉ, cô sẽ lại về. Bà nội Giang Thủ Huệ lúc này lưu luyến không rời, đưa cô ra đầu thôn tiến cô về nhà. Về đến nhà, Hạ Thược không nghỉ ngơi gì, lập tức qua nhà sư phụ đường Tôn Bá. Từ thiên dận cũng đang cùng lão nhân bê cửa sổ, trên đùi để tấm khăn bông, ngồi phơi nắng. Thấy Hạ Thược tới, anh lấy ngước mắt nhìn cô. Quá nhiên thiếu nữ trợn mắt lườm manh một cái, sau đó nhìn phía sư phụ, đổi lại gương mặt tươi cười. Sư phụ à, con đã về, thế nào rồi ạ? À? Bữa trưa sư huynh con nấu cháo bát bảo đậu xanh đậu đỏ cho người ăn không? Hạ Thược quỳ gối xuống bên cạnh đường Tôn Bá, cười hỏi. Đường Tôn Bá giờ khóc giờ cười. À, đừng có lúc nào cũng chọc gạo sư huynh, cẩn thận sư phụ kể mấy chuyện khi còn nhỏ của con cho nó nghe đấy. Hạ thược lập tức cắn môi, ấm ức, sư phụ về hùa với sư huynh bắt nạt con. Đường tôn bá, bị bộ dạng của nàng chọc cười. À, đó là vì nhà đầu con lắm chiêu, chẳng ai dám động vào con hết, sư huynh ngày thường nhất định bị có bắt nạt không ít. Hạ Thược vừa nghe lời này Lập tức trừng từ thiên giận Cô bắt nạt anh ư Thế tối qua ai bắt nạt cô chứ Tử thiên giận tiếp nhận cái lườm sắc bén của cô Ánh mắt đen sâu thẳm Lặng lặng đứng dậy lấy cho cô cái ghế rửa Đặt bên cạnh sư phụ Lúc này Hạ Thược mới ngồi xuống Lấy long lân trên người ra Vỏ đao này được thay Không phải là nguyên phối Sư phụ nhìn bên trong mà xem Hạ Thược vừa nói, vừa đưa qua. Đồng thời dù ý niệm trấn áp sát khí của Long Lân, không cho nó phóng thích ra ngoài, thương hại đến sư phụ. Đường tuân bá vừa thấy Hạ Thược lấy một thanh đoạn đào, liền ngẩn người. Sau khi tiếp nhận, đầu tiên là xem xét chú được khắc trên vỏ đào. Hả? Né chạm này là của tiểu tứ con ư? Ông nhìn phía từ thiên giận từ thiên giận gật đầu một cái Đường tôn bá liền nói Chú Pháp này Chà Né khắc rất chi tỉ mỉ Năm tư đạo thanh đạo này có xác khí nặng đến thế ư Từ thiên giận gật đầu Anh còn nhớ rõ Đếm anh thu phục cây trủy thủ này Đã biến hóa 54 đạo chú Pháp Phong ấn cây đao này Mà dùng đến 54 đạo Đường tôn bá chăm chú nhìn kỹ hơn, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng, nắm trong tay nhẹ nhàng rút vỏ đào. Vỏ đào vừa rút ra, lập tức luồng ánh sáng trắng lóe lên, được ánh nắng mặt trời ngoài cửa sổ chiếu rọi lại càng thêm nổi bật, khiến đường tôn bá hoa mắt. Do hạ thược đã dùng ý niệm khống chế, không để long lân tổn thương người khác, vì thế nó cũng không làm ra tư thế công kích. Tuy nhiên sát khí vốn có vẫn cực kỳ nồng đậm hung hăng sau khi nồng đậm biến mất Sau khi cha vào lớp vỏ bao Kín xung quanh thân rào Được tôn bá vận nguyên khí hộ thân là đi lật lại trên tay mấy lần Kinh ngạc thốt lên Ái cha, thật đúng là hôn đau Bảo sao nó lại Cây đau này từ đâu ra vậy Hạ thược liền nói lại quá trình cơ duyên xảo hợp Có được cây đau này Nhưng lại không nói suy đoán lúc trước Cùng thường cửu về thân phận thực sự của Long Lân Muốn để đường tôn bá đoán Đường tôn bá trầm ngâm Đại mộ phía nam à Ông cân nhắc một lượt Đáy mắt rõ ràng hiện về kích động Vỏ đau này vẫn còn giữ nguyên sao Lấy qua cho ta xem Hạ thược lắc đầu Vỏ đau đã được đổi ạ à? Lúc còn phát hiện cây trùy thủ này Không để vỏ của nó Thực cũng có chút đáng tiếc Đường tôn bá lật qua lật lại cây đau trong tay đặc biệt cẩn thận nheo mắt nhìn hoa văn hình rồng khắc trên thân đào. Nét mặt không hề tỏ ra luyến tiếc vỏ dao. Với sư phụ đích thực là hung đào. Nhưng với nhà đầu con lại xem như có được đại cơ duyên đấy. Có tiếc nuối cái gì? Sư phụ thấy cây trùy thủ này là gì ạ? À? Con mở cửa hàng đồ cổ kiến thức về đao kiếm cũng nên biết một chút. Sách cổ có ghi lại Thái tử nước ngụy Đào Phi cho chế tạo ba cây trùy thủ cây thứ nhất cứng tựa băng đá tên thanh cương cây thứ hai sáng loáng như mặt trời tên dương văn cây thứ ba có hoa văn hình rồng tên long lân theo như lời con nói thành đao xuất phát từ đại mộ phía nam căn cứ vị trí hung đao này hẳn là từ thời ngụy tấn long lân đường tôn bà nói hạ thượng nghe xong nở nụ cười à, sư phụ cũng có phán đoán như bọn con khi ấy tuy sách sử ghi lại Kỳ cỡ long lân dài hơn một chút nhưng bọn con cho rằng Tư liệu lịch sử cũng có chỗ khoa trương Tuy chưa trải qua khảo chứng Nhưng con vẫn gọi nó là Long Lân Đường tôi bá ngẩn người Ngay sau đó trừng mắt nhìn hạ thượng. Náo loạn nửa ngày Thế ra con sớm biết Đây chẳng phải muốn đùa giỡn sư phụ ư ừ. Con chỉ muốn thử sư phụ chút thôi Xem nhãn lực của thầy có mai một không ạ Hạ thượng hít mắt cười Nếu thanh đao này thực sự là Long Lân Đến giờ nó vẫn sáng bóng sắc nhọn như vậy Trước kia thực không thể tưởng tượng nổi Kỹ thuật rèn đao thời cổ đại Sớm bị thất truyền Bây giờ xem ra tài nghệ này có thể sánh với thần công Thần công cũng là do sát khí bảo bọc Địa khí không thể xâm nhập Nên mới có thể bảo trì nguyên trạng Bằng không sớm bị hoen gì không dùng được nữ tôn bá Ngắm nghĩa thanh đao trong tay Ngạc nhiên pha lẫn cảm khái Sư phụ đời này Từng xem qua không ít hung đao nhưng luận về sát khí, e chỉ có quỷ kiếm Muramasa thời kỳ chiến quốc Nhật Bản mới có thể so với nó. Muramasa được biết đến với tên gọi quỷ kiếm Muramasa, một trong sáu thanh kiếm nổi tiếng nhất Nhật Bản. Từ đây Ngọc Mai xin cùng kênh YouTube nghe kể chuyện ma đêm khuya. Chào các bạn, hẹn gặp các bạn ở bộ truyện kế tiếp. Đừng quên like và chia sẻ ủng hộ bọn mình nhé. Chúc các bạn ngủ ngon.